Quý vị thân mến, những cái món ăn mà có cái vị chua từ xưa cho tới giờ vẫn luôn khiến cho người ta phải tứa nước miếng thèm thuồng mỗi khi nhắc tới, hay chỉ là nghĩ tới mà thôi. Giống như là một cái bữa trưa yên ả đó nha, mình đi ra ngoài cây xoài, mình bẻ xuống một cái trái xoài xanh giống như vậy nè, rồi đem vô gọt vỏ, sắc từng cái miếng mỏng mỏng vậy đó, xong á mình chấm vô miếng nước mắm đường, nhớ dầm thêm trái ớt hiểm nữa, ta nói ngon tới ê răng luôn vậy đó hà. Hay là cái trái bần ở ngoài mé sông, đem vô mình cũng sắc miếng mỏng, kẹp thêm miếng mắm sống nữa. Hợp rờ phải biết chứ còn gì nữa. Ở miền Tây mình á, còn có nhiều món có vị chua khác nữa, như là tô canh chua nóng hổi nè, rồi cái dĩa gỏi thanh mát, hay là cái chén nước mắm chua ngọt mình chan chung với lại bún thịt nướng, bún thịt xào. Những cái vị chua của miền quê mình đó thì thường được làm từ mấy cái thứ trái như là trái me, trái bần, trái khế, trái giác, hay là từ những cái thứ nguyên liệu mà các bà các mẹ rất là khéo tay chuẩn bị sẵn ở trong nhà, như là cơm mẻ hay là cái hũ giấm để sẵn ở trong củi bếp đó, lúc nào cần là có sẵn sàng để mà chế biến lên những món ăn thiệt là ngon lành. Đời sống ẩm thực của miền sông nước quê mình là tổng hòa của sự đa dạng từ cách ăn uống tới cách nấu nướng và cách kết hợp, vận dụng các nguyên liệu thật hài hòa để làm nên những hương vị ngon lành khiến ai đã ăn là đều khoái. Khoái cái vị mặn mòi hao cơm, khoái cái vị ngọt ngào dễ khiến người ta ghiền, mê cái vị cay hít hà làm kích thích vị giác, và quyến luyến cái vị chua thanh thanh dịu dàng, ăn hoài không bao giờ biết ngán. Mỗi một nguyên liệu tạo độ chua sẽ góp phần kể thành một câu chuyện về món ngon của quê mình. Vị chua tới từ cây trái vườn nhà, từ rau lá quanh vườn, từ sự khéo léo của các bà nội trợ. Vì chứ các bà các mẹ ở quê lúc nào cũng tháo vát, vén khéo chuyện nhà và giỏi giang việc bếp núc nữa. Từ đôi tay của bà, của mẹ, trong bếp lúc nào cũng có sẵn các nguyên liệu để nấu nướng, vẫn thường cất ở trong củi bếp. Trong đó cất chén tô, đũa muỗng, khuôn làm bánh, đồ ăn để dành và những nguyên liệu nấu ăn như tô tóp mỡ béo giòn, kèo chao mặn mòi, hũ me ngào đường thơm phức, thuốc cơm mẻ sền sệt màu trắng muốt và hũ giấm dậy mùi chua dịu dàng, góp phần nấu lên nhiều món ăn rạc ri, hương vị sông nước quê nhà. Giấm là một nguyên liệu nấu ăn phổ biến ở miền Tây Nam Bộ, và hình như bà nội trợ nào cũng biết cách để nuôi được hũ giấm ngon. Giấm chua bình dân, dễ làm, dễ pha chế, nấu nướng. Có thể kể tới nhiều món ăn từ giấm, như giấm dùng để pha nước mắm chua ngọt, ăn bún là hợp rơ nè. Giấm đem ngâm tỏi ớt, ngâm củ cải trắng, củ cải đỏ, làm đồ chua, ăn kèm các món bún. Giấm góp phần làm thành món dưa chua chống ngán không thể thiếu trong bữa cơm sum họp ngày Tết đến xuân về. Giấm để trộn gỏi, giấm cũng được dùng để tạo chua trong món canh chua thanh mát, và ứng dụng vào nhiều món ăn từ đơn giản tới cầu kỳ và làm ngon lòng người thưởng thức. Miền Tây quê mình có nhiều món dưa chua có vị giòn ngon đặc trưng để ăn kèm trong những bữa ăn có nhiều thịt cá. Dưa giúp chống ngán, vừa có công dụng kích thích tiêu hóa và tốt cho bụng dạ người ăn. Có thể kể ra như là dưa rau muống, dưa củ cải trắng, củ cải đỏ, dưa củ kiệu, dưa hành, dưa củ sen. Những món dưa chua này cách làm thông thường nhất chính là đem ngâm với hỗn hợp giấm đường được nấu sôi trên bếp rồi để nguội. Hũ dưa chua ngâm trong giấm chừng vài ba ngày là thấm vị. Khi dở hũ là dậy lên một mùi chua nhẹ nhẹ và thơm thơm dịu dàng. Món này có vị chua ngọt hài hòa, và đặc biệt nhai trong miệng nghe giòn rau ráo. Gấp dưa ra dĩa, dọn ăn chung thịt kho, cá kho hay ăn kèm với món bún thịt xào, các món nướng là ngon và hợp rơ phải biết. Giấm có vị chua đặc trưng nên còn được người đầu bếp trong nhà đem pha chung các gia vị và nguyên liệu khác để trộn thành nhiều món gỏi ngon, đảm bảo ăn rồi là bắt ghiền. Vì chứ xứ đồng bằng nhiều rau xanh,
cây trái và sản vật thì chẳng thể nào thiếu hương vị chua ngọt, thanh giòn của món gỏi. Gỏi mận, gỏi xoài, gỏi măng cụt, gỏi vịt, gỏi gà, gỏi tôm thịt, gỏi chuối cây, gỏi bắp chuối đều thành hương thành vị nhờ vào nước trộn gỏi được pha bằng các thứ nguyên liệu tạo chua quen thuộc như chanh me, hay chính là nhờ vào hũ giấm má dẫn nuôi và cất ở trong củi bếp. Món gỏi đơn giản được làm từ những thứ sản vật sẵn có của quê hương, chính là một mùi vị thanh mát, giúp khai vị cho các bữa đám tiệc, thết đãi bạn bè, hay là món nhắm cho mấy ông lai rai là cũng đủ quên hết cả đất trời. Giấm á quý vị, mình có thể làm được nhiều món ngon lắm. Mình có thể dùng giấm để mà bóp gỏi nè, hay là pha nước mắm chua ngọt. Rồi với dân sành ăn thì chắc chắn phải biết cái món nhúng giấm nóng hổi luôn vậy đó nha. Món này nó dễ ăn, dễ làm mà không có gây ngán nữa, cho nên các bà nội trợ rất là ưa thích để mà trổ tài trong những dịp sum họp gia đình đó. Món nhúng giấm thì nó rất là dễ, mình có thể sử dụng là tôm nè, cá nè, mực nè, hay là thịt bò, thịt ếch cũng được nữa. Rồi nhúng vô trong cái nước giấm sôi đó, cái nước lẩu giấm sôi đó nha, vừa chín tới thôi là mình lấy ra, xong rồi á bỏ vô cái miếng bánh tráng nè, rồi rau sống nữa, chấm thêm một miếng nước mắm chua ngọt được pha chế từ giấm như vậy nè. Đó thì đảm bảo là cắn miếng nào là đáng đồng tiền bát gạo miếng đó luôn á. Nhắc tới món nhúng giấm thì dân sành ăn sẽ biết liền tới món ăn của sự tươi nguyên, nóng hổi, thanh mát và ngon lành nữa. Cũng với dạng trình bày là bắt nồi lên bếp, nấu sôi rồi ăn tại bàn, nhưng món nhúng giấm sẽ có cách ăn khác, là nhúng thịt cá tới đâu thì ăn tới đó. Rau cũng không phải là các loại rau ăn lẩu như bình thường, mà là rau ăn sống, thêm bún, đem cuốn chung tất cả trong bánh tráng, rồi chấm nước mắm chua ngọt hay mắm nêm đậm đà, cắn vô trong miệng là vừa thổi vừa ăn, vô cùng hấp dẫn luôn đó. Món này thường được các bà các mẹ nấu lên trong những bữa nhà có khách hay những khi gia đình sum họp, ăn vừa ngon lành, vừa vui vẻ, mà khâu chuẩn bị cũng nhanh gọn lẹ và không mất nhiều thời gian. Để có bữa ăn với món nhúng giấm ngon lành, đầy đủ mùi vị thì cần có những nguyên liệu cần thiết, cũng chẳng cầu kỳ gì đâu. Dạo một vòng ngoài chợ là dễ dàng mua sắm được đầy đủ. Miếng thịt bò ngon, con cá, mớ mực còn tươi, ký bún dẻo và trắng muốt, sắp bánh tráng cuốn. Sau đó về nhà kéo xuống trái dừa, lấy hũ giấm trong củi bếp, ra sau giường hái thêm mớ rau sống. Nhiều đó thôi là đủ đầy để làm nên món nhúng giấm ngon lành, chất lượng rồi đó. Rau sống nhớ lặt rửa sạch rồi để cho ráo nước. Thịt bò sắc mỏng ngang sớ, cá đem phi lê, sau đó cắt thành miếng cho vừa ăn, mực mần sạch, tất cả đem dằn nước đá một chút xíu cho tươi nguyên. Trong lúc này, sẵn tay mần mắm nêm đi thôi nè. Mắm nêm ngon thì phải được pha chung với tỏi, ớt và khóm băm nhuyễn. Lúc này tô mắm nêm dậy lên mùi chua thơm hấp dẫn, khiến ai hít hà phải là chắc chắn sẽ ghiền. Sau cùng tới khâu làm nước nhúng giấm. Kêu là nhúng giấm nhưng không đơn giản chỉ nấu giấm lên rồi nhúng thịt cá là xong, mà nước nhúng được pha chế rất độc đáo và đặc biệt. Giấm ngon sẽ được pha chung với nước dừa tươi theo lượng vừa phải, nêm thêm xíu đường, xíu muối, nước mắm để có được vị chua ngọt mặn và thanh mát hài hòa. Chuẩn bị xong hết rồi đó, dọn bếp lên giữa bàn, đơm bún, rau sống ra dĩa, bày thịt, cá, mực ra. Bắt bếp lên, nấu sôi nước giấm vừa pha xong. Bây giờ thì thưởng thức thôi nào. Món ngon đã sẵn sàng cho bữa sum họp đầy đủ các thành viên trong gia đình rồi đó. Nước giấm sôi lên, lần lượt rút thịt cá và mực vô nồi,
nhớ bỏ ít ít vừa đủ ăn cho một lượt thôi nghen. Hết lượt này mới nhúng tiếp lượt sau. Trong lúc này, nhúng bánh tráng cho hơi mềm, trải ra, gấp rau sống, bún lên trên. Vừa kịp lúc, thịt cá trong nồi chín tới, dậy lên mùi thơm phức, hòa chung vị chua của giấm, khiến ai nấy cứ nuốt nước miếng dậy hà. Gấp cá, thịt, mực để lên trên bánh tráng, sau đó chặt tay cuốn lại cho gọn, chấm ngập vô mắm nêm. Ui chàng ơi, cắn một miếng liền đi nè, thèm chịu hổng nổi luôn rồi đó à. Cắn một miếng là trong miệng đã có đủ mọi thành phần của món ăn và tất cả hương vị rồi đó. Nóng hổi, thổi thổi chút nha, nhai chậm rãi là sẽ cảm nhận được liền cái mềm của thịt bò, cái béo của cá, cái vị giòn của mực. Các thứ mồi này vừa có đủ mùi vị đặc trưng riêng của nó, lại vừa được hòa quyện cùng vị chua ngọt thanh dịu của nước dừa và giấm chua để tạo nên một sự cảm nhận vị giác vô cùng mới lạ và đặc biệt, khiến người ta cứ muốn ăn hoài. Thêm vào đó, cái bánh tráng dẻo cuốn đủ đầy trong đó, nào là bún, rau, thịt cá, lại thêm mắm nêm đậm đà, làm tăng thêm mùi vị. Tất cả hòa quyện cùng nhau, nâng đỡ cho nhau để làm nên sự thích thú, ngon lành và gây ghiền cho người ăn. Thiệt vậy, cứ có món này dọn lên là đảm bảo cả nhà cứ nhúng liên tục, cứ cuốn liền tay và cứ ăn hoài mà vẫn còn chưa biết ngán. Sự hấp dẫn của món ăn này đầu tiên chính là cách pha chế nước nhúng từ sự kết hợp của giấm chua và nước dừa thanh mát. Sau đó, chính từ cách ăn với sự nấu nướng tại bàn, nhúng lượt nào thì ăn hết lượt đó, sau đó nhúng tiếp lượt mới. Cách ăn này làm nên sự tươi nguyên, nóng hổi và liên tục. Mọi người cứ tự nhiên gấp nhúng, cuốn rau, rồi ăn, rồi chuyển trò vui vẻ. Không khí gia đình lúc này thiệt là ấm cúng, thiệt là rộn ràng nhiều lắm. Bữa ăn chỉ duy nhất một món thôi, nhưng mà có đủ tất cả. Có thịt, cá, có rau, có đồ chấm, có anh em cùng nhau sum vầy. Một buổi chiều quê có gió thổi êm êm nhẹ nhẹ, có bếp lửa nấu sôi nồi giấm thơm. Gia đình mình cùng nhau quây quần. Cuộc sống nhà quê đủ đầy và yên ả thiệt nhiều. Quê hương phương Nam mộc mạc hiền hòa và đời sống của bà con nơi này nhờ vào thiên nhiên trù phú, nhờ vào sự cần cù chịu khó mà trở nên đủ đầy, no ấm. Bữa cơm quê ngày mùa tất bật có thể hơi sơ sài, nhưng những bữa rảnh rỗi hay khi sum họp anh em, khách khứa thì luôn xôm tụ với món ăn ngon và sự nhiệt tình, hiếu khách. Người miền Tây mình sao mà dễ thương nhiều quá. Anh em tứ tán đi xa lập nghiệp, mỗi bận có dịp về quê là lại hẹn nhau ngồi chung mâm để ăn lại món ngon quê nhà và chia sẻ cùng nhau những dự tính tương lai, những buồn vui chuyện cũ, những ký ức xưa bên nhau chẳng thể phai mờ. Vị giấm tuy chua nhưng có thể làm thành nhiều món ngon hễ ăn là nhớ. Còn cuộc đời tuy nhiều khi đen bạc nhưng chỉ khiến lòng người thêm vững vàng, chỉ khiến tình anh em càng thêm bền chặt để đủ sức cùng nhau đương đầu. Chắc hẳn bây giờ nhiều vị khán giả cũng giống như là Ngọc Phượng đó, là tự nhiên thấy cái bụng mình đói cồn cào, muốn thưởng thức liền cho bằng được cái món nhúng giấm nóng hổi mà có cái vị chua thanh ấn tượng phải không nè. Giấm mình nuôi đó quý vị, mình pha chung với nước dừa rồi đó nha, mình thêm một chút gia vị cho nó vừa ăn nữa, là mình có thể là mình nhúng với lại tôm nè, cá, mực giống như Ngọc Phượng đã nói. Và đặc biệt đó nha, là nó rất là hợp rơ với cái việc là mình nhúng cái phần phi lê của con cá tra đó, nó có thêm cái lớp da béo béo nữa, thì
ta nói ngon phải biết luôn, mà còn ăn kèm với các loại rau sống nữa thì thanh mát vô cùng, nhẹ bụng nữa chứ. Vậy chương trình đặc sản miền sông nước kỳ này đó nha, với cái sự góp mặt của món giấm nè, cũng như là những món ngon được làm từ giấm, xin phép được khép lại tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ và đồng hành của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau với những trải nghiệm về vị giác thú vị và ấn tượng hơn nhiều.